là anh em chuẩn bị là bắt lợn đi mổ cho cả nhà nha. Lợn nhà đấy, từ nuôi đấy. Vâng, tự nuôi. Vâng. Vừa ăn cơm trưa xong, anh em chúng tôi cũng vừa mới nghỉ mâm thôi. Không phải mua. Vâng, đây là lợn nhà. Chúng ta. Chúng ta ấy điêu. Quả này chẳng qua để chúng ta. Quả này bây giờ người ta về giải gan hết rồi. Nghe mất rồi. Gan kèo các kiểu. Có một đoạn thôi. Đục chân đi. Chú xin nhé. Đây có cháu gọi là đang quay, có cháu cho mình tâm này. Lợn bản. Lợn này lợn xác rồi, lợn đặc bản luôn. Đây. Cái gà này bác chia sẻ vào cái này, gà này mang đi bên ngoại nha, bên gái đấy, bên nhà gái đấy ạ. Lợn là hôm qua mang đi mấy con nhỉ bác nhỉ? Mang đi hai ba con. Ba con lợn sang bên gái ạ. Hôm nay là mang đi một con mổ, vẫn là sáu con gà nữa. Vâng, con thế là thành bốn con lợn. Thành ba con lợn, vẫn là hôm trắng hôm nay là lấy đi một con nữa, thành ba con. À vâng, ba con lợn. Ba con lợn, sáu con gà. Wow, ba con lợn. 10 lít rượu. 10 lít rượu nữa nhỉ? Mấy bà nó thiếp thiếp lít lẩu á? Vâng đấy. Lẩu lẩu. 60 lít. À 60 lít, 60 lít rượu. Vâng. 60 lít rượu. Một chục con gà, 10 con gà rồi, sáng hôm nay. Ba con lợn là bao nhiêu tạ nhỉ bác nhỉ? Qua tầm khoảng 3 tạ. Vâng, khoảng 3 tạ.
anh em là bây giờ là sẽ di chuyển đi nhà cô dâu nhá. Lấy lễ đi nhà cô dâu cả nhà. 4 con gà. Vâng vâng. Giờ là ở quán này thì là hôm qua là bên trai là gửi rượu ở đây, bây giờ là lấy đi tiếp. Là phần lớn là mang đi bên gái hết rồi. Hôm nay chỉ mang đi một phần thôi. Hôm qua là mang đi tầm khoảng 3/4 rồi nhỉ? Hôm qua là dưới gọi là 3 phần, hôm qua lấy đi được 2 phần rồi. À 2 phần. Bây giờ là mình đi là đặt cái là mình hồi anh lại về à? Có đi đấy làm lý xong hết rồi lên. À cũng làm lý một tí. Vâng vâng. Phải có lý hết xong lên. Vâng. Đây là 20 lít nha. Cái đấy là cái gì đây anh? Này là cá chua. Cá chua. À cá chua. Đặc sản đấy. Vâng, đặc sản cá chuối. À cá cá chua, cá chua. Cá suối đấy là ngâm thành chua rồi, bây giờ thành chua rồi. Thế thôi, tôi không rõ được. Không nhầm, món này ăn rất là ngon. Bài đường cho mình đi trước. À, xe mình bánh to nó chèn nó đi dễ. Nó ma sát cao hơn. Cứ đi thẳng chứ ạ. Đi thẳng á, xong bắt đầu cua, mà đừng cua luôn. Đây là nhà gái nhé cả nhà nhé. Ở trước mặt các bác đây là chú áo trắng, đây là bố của cô dâu. Tôi không rõ là bố hay là như nào. Còn đây là tôi vừa bước chân đến nhà bên gái là gần như là tất cả các cô các bác đây là đều là biết tôi hết. Nói là toàn người quen luôn. Đây là nhà gái. Nhà gái. Đây là bố nhà, bố cô dâu nhỉ? Bố của cô dâu. Vâng, bố dâu. Chú này là bố cô dâu đấy. Cái này là mẹ nào? Mẹ. Là hai bên thông gia đang bắt tay nhá cả nhà nhá. Cái này tôi không rõ cái này là lý như thế nào cả. Chắc phải hỏi một chú mới biết được. À chú ơi, cho cháu hỏi nhờ một chút nhé. Dạ. Nghĩa là cái lý này là hiện tại nó là như thế nào chú? Bây giờ đang mời bên trai về, mời bên ngoại uống nước. À, còn uống nước một tí mới làm lý. À tí mới làm lý. Bây giờ thế là ngày mai đến nhà bây giờ uống nước. Vâng, thế ngày mai có làm lý nữa không hả chú? Ngày mai. Mai vẫn có nhỉ. Thế hôm nay là một lý kiểu kiểu nhẹ hơn à? Giờ bây giờ mình nhẹ. Mai mới là cả ngày luôn. À, chuẩn bị làm lý nhé cả nhà nhé. Trước mặt các bác kia là có rất là nhiều chén, là tôi cùng các bác là cùng nhau xem thôi. Tôi hiện tại là chưa biết là vấn đề gì đang xảy ra cả. Lực mời vào đến lực. Ở đây là đằng bên này là bên trai rồi, bởi vì mấy đồng chí ở trước mặt các bác là nãy là đi cùng một chuyến xe sang đây rồi. Vâng. Hôm nay lấy cái lý. À lấy làm lý. Lấy cái lý con lợn cái hư đấy. À đấy, rồi, chả làm cái này. À vâng. Nghĩa là để báo cáo là lý. Vâng, là báo cáo. Bởi vì là hôm qua là rượu thịt. Rượu thịt nhiều. Gạo. Cái rượu hôm nay bên lý. Vâng. Mai vẫn làm thế này xong mới đón dâu đi. À mai cũng làm thế này xong mới đón dâu đi. Vâng.
trên nhà trai làm sớm. Lợn là ở đây cũng mổ rồi nhỉ? Nhà trai là trao rượu cho bên gái ở nhà nhá. Lý này thì tôi thì không nắm rõ lắm. Quay có bác nào hiểu thì tự hiểu thôi. Lý về chị ăn cơm. Vâng. Cái lý này đâu vậy? Đây vẫn là món khẩu nhục huyền thoại nhá. Ở Bắc Hà cũng như các thôn bản nào ở đây thì món này thì ai cũng có, thì không phải nói nhiều nữa. Đây là món gì đấy? Khẩu nhục ạ. Hôm nay là sẽ làm tầm khoảng 60-70% về các món ăn. Là ngày mai là sẽ hoàn thiện nốt. 60 mâm thì tương đương với 60 bát khẩu nhục. Thế cái món măng này là tí mình cho lên mâm ăn trực tiếp thôi à? À nộm này, cái này chỉ nộm thế này ăn thôi ạ. Chị bảo em ăn thử có ngon hay không nhỉ? Không không ăn. Vì là không không dám ăn, nhìn ngon lắm nhỉ. Thì này ngon này. Măng mình chứ. Cô. Măng mình. Vâng. Này. Không tăng trọng luôn. Các chị em nói vẫn rất là hài hước. Không tăng trọng nhá. Măng. Không có tăng trọng nhé. Vâng. Dừng thì măng này thôi. Vâng. Cho anh thử một miếng đi. Không không ăn đâu. Chắc là ngon thôi. Nhìn là em nhìn thấy là rất là ngon. Cháu không uống đâu, cô cứ uống đi. Cái này món cái lắng lên rồi. Cái này là hoppy khổ chắc khéo. À hoppy nghĩa là top mỡ. Hoppy ta chắn là hoppy. Ồ, hết cái lắng đó. Chá hoppy vẫn là lại khói khổ cỏng mưa. À nghĩa là rán mỡ, rán mỡ, rán mỡ. Thật buộc online phải chưa đây. Không chưa, không biết không? Vâng, cái này tôm mỡ, tôm mỡ. Con về cái thằng lá. Ở đây là 6 đôi 4 6 6 cái bánh dày này là sẽ mang sang nhà gái nhá cả nhà nhá. Là đạt tiêu chuẩn là mỗi cái là 10 cân. Tương đương với lại 6 mẻ giã đấy, giã bằng chày đấy. cái này là gạo thường hay gạo nếp đấy? Gạo này gạo nếp. Nếp cẩm. Nếp cẩm à? Trộn cẩm à? Trộn cẩm. Nếp hạt bé nhỉ? Có phải là cái loại mình giã bánh dày kia không? Loại giã bánh dày. Nó hạt bé thế. Nhưng mà nó ngon. Cái này rất thơm và thơm và dẻo và ngon. Vâng. Xanh cái này lên cho nước à? Ôi nhờ. Cái này là của bản luôn đấy chị nhỉ? Bản. Đây. Của phanh này đây. Mọi người chưa nhá. Mọi người nữa. Bà trọng. Xuống đây. Xong. Cái này là thịt ngan, lọc xương rồi nhá. Nhớ nha. Lọc xương cả nhà. Mày tao biết rồi. Mày bảo tao lấy cái phần mỏng này phần dày cho mày cái gì? Vải thuộc lâu lắm rồi. Sao ấy? Món này là mất thời gian nhiều nhất nhỉ? Mất cái kiểu mình lúc mình lọc ấy. Làm xương bắt lông làm lòng. Làm lông là cũng mất quá nhiều thời gian nữa. Ở đây vẫn thiếu cái món rau lăng xào tỏi nó nhỉ. Ấy tuyệt vời. Lại tính cảm nhớ chừng mà thân chẳng gì lại chứ thân chừng mà quay phim nhớ. Hai khóc yếu đi. Giờ này mưa na cả hiền hà đây anh
ba lần ơi, ngỏ ơn bay đoan làm đầy nhớ nơi thương cắn ơi, đoàn làm trên má bàn nơi ơi, vì tình cảm ơi, đoàn làm trên má thằng dơ đầy ơn vương đầy chồng ná cơ đầy ơi, làm thoại mì cũng hát đời ná. Bác có thể nói qua một chút về nội dung được không? Để cho mọi người hiểu được không? Nói bằng tiếng Kinh ấy, nói qua qua thôi. Nghĩa là cái nội dung bác vừa nói là như thế nào ấy? Nội đúng. Dung bác là năm nay là bác tổ chức cho hai con của bác trăm năm hạnh phúc. Thì mời các cháu cũng về, mời các làng các cháu cũng đến, thì bà rất là phấn khởi, bà không biết lấy gì, biết đền ơn chỉ hát một vài câu tặng. Dạ vâng. Các cháu nhé. Vâng. Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Bác hình như là tôi cũng nghe qua qua nhưng mà nội dung hơi dài. Bây giờ rồi bác hát một bài xem nào. Hải hay hát bài đi. Không biết hát đâu. Hát đi. Yếu sợ không đỡ phải tôi trẻ thì đang cầm nước thành máy giờ nó đang run đây này. Nghe ơi, bàn thờ bàn nữa mà chúc nà nà. Nghe ơi, đầy yêu mi lưu con. Quê hương tôi đây bên cửa hai là đây. Cái tiêu thiếu nhiên là giống hình hồ. Hà Giang bên yêu hồ ơi, Hà Giang bác thì nói rất là hay. Hiện tại đang là tiết mục văn nghệ của bà con, các cô, các bác. Đúng rồi, đấy. Hòa là hai ông uống. Hòa. Thế nếu mà mỗi tay một chén nhá. Bây giờ là anh em chúng tôi là đang di chuyển xuống nhà gái nhá, cả nhà nhá. Hôm nay là ngày phụ thì là nhà gái là mai cũng ăn. Nên là hôm nay là tối nay là nhà gái là sẽ diễn ra cái vui thanh niên. Anh em chúng tôi là đang đi vào trong đấy. Đây, cô Hải vẫn đang đi đằng trước. Đường vừa qua kia là đường đi rất là khó. Cứ đi. Nó khác. À đường kia chắc là thủy điện không? Nhà gái là ăn vào khoảng 10 giờ buổi sáng nhá. Ăn xong thì là nhà trai là sẽ đón cô dâu về nhà. Là nhà trai là sẽ ăn vào tầm khoảng 2 giờ chiều vào ngày mai nhá. Xin thông báo lại là hôm nay chỉ là ngày phụ thôi nhá. Ở nhà gái ở ngay trước mặt các bác kia nhá. Cái chấm trắng trắng kìa. Để tôi zoom lại cho cả nhà xem nhá. Xem là đang đánh bạch cầu hay là đang ăn cơm. Cái này là có một âu cơm, thức ăn thì là đang ăn cơm rồi cả nhà. Hiện tại là rơi vào tầm khoảng hơn 7 giờ. Cái này xem cũng không có nhiều nhà lắm. Cứ có cái chấm trắng trắng đấy là một nhà nhá cả nhà nhá. À bây giờ là chuẩn bị giải kẹo nha cả nhà nhá. Đây là chỗ cô dâu chú rể sẽ ngồi đây, phù dâu phù rể. Hôm nay là có phù dâu phù rể ngồi chưa? À có rồi đúng. Đây một bao tải kẹo luôn.
Thanh niên tôi cảm thấy là rất là đông, tôi nhìn thấy ở ngoài nãy là rất là đông. Để vào đây xanh ơi. Vâng, hiện nay các bạn còn ở ngoài rất nhiều và rất nhiều, các bạn hãy khẩn trương vào hội trường cuối ngày hôm nay để mừng cho các bạn trẻ lễ du quy được trăm năm hạnh phúc. Vâng, một lần nữa các bạn hãy khẩn trương vào hội trường cuối, các bạn ở ngoài còn rất nhiều và rất nhiều. Vâng, hiện nay chúng tôi đã nhận trước mắt chú rể chú rể. Đây là thanh niên ở đằng sau tôi cũng rất là nhiều. Ở trên kia là có một mâm còn đang ăn cơm nữa. Phải nói là ở đây vẫn còn giữ cái nét cổ xưa, phải nói là rất là đặc biệt. Là trẻ con sẽ được ngồi ở bên này. Còn các bà, các cô, các bác thì là chắc là không biết là ngồi đâu, là tí nữa cùng nhau xem nhá. Hiện tại là trẻ con ở bên này, còn thanh niên nam nữ là chắc là ngồi ở dãy bên kia. Trước mặt các bác đây là chú rể và phù rể. Đây là cô dâu. Đấy, cô dâu đây. Xin trân trọng kính mời cô dâu hãy ra mắt. Áo vàng thì là chắc là áo vàng là phù dâu rồi. Chúng ta chắc là gì chú bác? Chúng tôi các bạn đoàn viên thanh niên, chúng tôi các cháu nhỏ, được sự nhận nhận của hai bên gia đình, được sự nhất trí của nhân viên gia đình nhà gái và gia đình nhà trai. Hôm nay hai bạn được gặp với nhau, được đặt bầu giang lao hạnh phúc. Và với chương trình ngày hôm nay, có tổ chức chương trình giới cho các bạn trẻ một lời chúc sức khỏe mãi mãi, bầu bạn giang lao. Vâng, với ngày hôm nay, có tổ chức được xin gửi đến các bạn và tất cả mọi người một bài hát, một bài hát. Vâng, viên thanh niên, vâng, các bạn hãy cho một tràng pháo tay. Vâng, sau chương trình của ban tổ chức. Thông báo cả nhà nha, đang vui thì là mất điện, rất là buồn, rất là buồn. Nhưng mà mọi người cũng dùng điện thoại để bật flash lên. Hiện tại là vẫn đang tiếp tục diễn ra. Mất điện cả nhà ơi. Bao phủ toàn bóng tối luôn. Mà nhờ. Lại về đâu? Cô dâu và chú rể đang đi chúc cảm mâm nha các.